Gia Lai đó quý vị. Tâm trạng người mẹ vui lắm, vui không thể nào diễn tả được. Tuy nhiên con của mình đã đi gieo những hạt giống cho đời, đi gieo nhiều thứ lắm để giúp ích cho đời. Cha mẹ đó là niềm hạnh phúc và hạnh diện của cha mẹ. Nhưng đồng thời cũng nhìn đứa con mình gầy rụa héo hon trong những năm tháng tu tập. Cái nỗi đau đớn của người mẹ rất là lớn quý vị ạ. Nhưng mà tại vì cha mẹ của thầy á thì là phàm phu mà chưa có được đến một cái tu tập như thầy mà được hiểu được cái đó là như thế nào, hiểu được cái từ bỏ để mà tìm con đường giải thoát là như thế nào. Mẹ thầy rất là buồn. Cái buồn thứ nhất là khi mà thầy đã về đó đó, thì lần mà ngài đi để mà đi khất thực đó, tại vì trong cái luật của cái hạnh đầu đà đó, khi đã bước ra khỏi nhà đó quý vị, mà dù cho nhà cha mẹ mà chị chào em gái, cha mẹ ruột của mình hay bất cứ ai cũng vậy, mà khi bước vào cái nhà đó phải có sự cho phép của gia chủ mới bước vào nhà. Mà khi thầy đến đó khất thực thì thật sự cha mẹ thầy không có nấu chuẩn bị cái gì cho thầy ăn hết. Thì khi mà nghe được cái nguồn tin đó thì ba mẹ thầy đau lòng lắm. Cái người mẹ thì đau lòng. Thì lúc đó thầy không nghĩ gì đâu, thầy đi qua hàng xóm để ghé nhà của cái người hàng xóm đó khất thực. Thì khất thực thì lúc đó thì bà kia cũng không có cái gì ăn, chỉ có cơm nguội thôi. Bà lấy cái bánh, cái sữa, thì thầy nói cái này nó có cái phô mai, nó có cái mùi vị đó, cho nên cũng không khất thực được. Đó là một cái duyên. Không phải khi cái duyên mà được đi khất thực đó quý vị, không phải ai cũng được có đâu. Bởi vì ta gọi là đi khất thực để hóa duyên. Thậm chí cả cha mẹ ruột của mình cũng không có duyên với mình đâu quý vị, thấy không? Chứ không phải hạnh đầu đà này là ai cũng làm được đâu, và nó rất là khó. Cho nên ngày hôm nay, mấy hôm qua, 2-3 ngày nay thì có nghe nói ôi thầy chuẩn bị về nhà là ngồi nơi đó, thì cái người mẹ đó rất là mừng. Và để chuẩn bị 3 giờ sáng bà chuẩn bị tất cả cái món ăn để mà bồi dưỡng cho thầy. Nhưng mà thật sự ra thì không thấy ngài để hóa duyên đến để đó xin nữa. Thì cái điều đó thì quý vị thấy không, trời ơi, cái sự xót xa của người mẹ lắm. Mà tôi nói tới tôi cũng cảm thấy nghẹn đó quý vị. Nếu mà mình có một cái người mình sinh ra đứa con của mình, thà là mình khổ, mình đau mình khổ chứ mình không muốn cho con mình khổ. Nhưng mà tại vì đó là cha mẹ không hiểu, tìm tới một con hạnh, con đường giải thoát, nó phải, cái xác thân nó phải hành để giải thoát mà, để qua cái cửa sinh tử mà quý vị. Cho nên cha mẹ nhìn thấy xót xa lắm. 3 giờ sáng là bà thức dậy, trong 2 ngày nay mà nghe nó ô con mình về mừng lắm. Trời ơi, nghe nói con nó về rồi bà cứ lật đật để đi nấu cơm, nấu đồ ăn cho con ăn, nhưng mà thật sự không thấy con ở đâu hết trơn á. Đó là một điều thật sự ra là cái sự xót xa. Đó là cái câu chuyện của tất cả các thầy và cái người mẹ thôi. Nhưng mà thầy làm điều gì thì thầy biết, thầy tu cái hạnh của thầy thì thầy biết. Thì ngày hôm nay thì bà con cô bác thì cũng hạn chế rất nhiều về cái tình hình mà để mà đi gặp thầy. Sáng xem xong mẹ đợi thầy nước mắt, một cái sự chờ đợi, cái sự khao khát để chờ đợi để nấu những món ăn ngon cho con mình. Cái đó là gọi là từ hóa duyên quý vị, bởi đi khất thực á. Cho nên khi cái hạnh đầu đà, chúng ta phải đi khất thực để làm gì? Khất thực để cho con người ta giống như là cái bản ngã cao ngạo đó, phải đi xin ăn như vậy đó. Chứ thường thường thì thí dụ về nhà người thân mình muốn ăn giờ nào vô ăn, phải không? Nhưng mà cái đó là phải đi xin để hóa duyên, đi xin để cho cái bản ngã mình, trong sự cao ngạo của mình để đi ăn mài người ta vậy đó, để hóa duyên. Nhưng mà cái từ người ta gọi là ăn mài, chứ thật sự ra cái đó trong cái hạnh đó phải là hóa duyên, người ta cho gì ăn đấy. Trong cái khất thực đó quý vị, khó ăn lắm, không phải mà khất thực mà dễ ăn đâu. Tại vì bây giờ người ta biết đó, cho ta ban cho thầy, ta cung kính cho thầy là nó dễ ăn, chứ hồi xưa nó rất là khó ăn. Cái gì cũng đổ vô đó, thí dụ sáng mà cho nãy chú là thấy rồi đó, cũng phải ăn nãy chú cho trái xài, cũng phải ăn trái xoài. Mà qua ngọ là không thể nào đi xin được quý vị. Qua ngọ là giống như mình nghĩ là qua ngày sau là mình không ăn, mình chỉ uống nước thôi, được quyền uống nước, tới qua ngày sau mình mới ăn được. Em chào chị yêu, chị chào em Kim Hoàng. Cho nên qua ngày sau, cho nên người ta cho nãy chuối ăn nãy chuối, ta cho trái xoài ăn trái xoài, mà trong khi đói bụng. Mà quý vị thấy đó, trong những cái chuyến bộ hành của thầy nó rất là cực khổ. Mà quý vị thấy đâu, mình đi đó nha, đi chút xíu là nó nắng nóng rồi, bắt đầu
còn thầy công nhận thầy đi cỡ đó mà không bao giờ thầy cầm chai nước thầy nóc con chai nóc chai hết trơn á nghe quý vị. Thầy đã nguyện tu đến khi nào đúng rồi, cho nên con đường chánh đảng chánh giác về báo hiếu cho cha, đó là thầy đã báo hiếu rồi. Báo hiếu là gì? Được rất nhiều người yêu mến cha mẹ của thầy và được cái tiếng thơm lan truyền cả thế giới. Giống như em chào anh gạo sạch Sài Gòn, xem mẹ mình thấy cái người mẹ thật sự mình cũng là từng làm người mẹ, quý vị cũng đừng từng làm người mẹ đây, mà mình biết là con mình cũng giống như mà thầy Thích Minh Tạng đó, đi về nhà không được kêu bằng mẹ, thương lắm. Cho nên cái hành pháp này quý vị chúng ta tôn kính, tôn. Tôi nói thật với bà con của bác, từ xưa giờ tôi không có thích thầy chùa, tôi nói thẳng một câu danh dự, vì tôi thấy những người ta tu sướng quá, tu mà có người khác cúng cho ăn hạnh phúc quá còn ra lệnh. Còn ở đây thật sự tôi thấy mấy thầy này đi xin một cái buổi cơm ngọ thôi mà thấy nó đau đớn lắm. Ngày nào mà các thầy mà đi xin tất cả các vị mà bu vây quanh rồi không đi mà hóa duyên được đó, thì qua ngày sau là chỉ uống nước thôi, qua ngày sau mới được thôi. Mẹ gọi thầy, cũng mẹ ruột của mình cũng phải đảnh lễ, thở tu không à. Thành thử bây giờ mình thấy rớt nước mắt một cái hình ảnh, tôi thấy trong cái tâm trạng người mẹ, tại vì tôi cũng là người mẹ, nội con tôi nó bệnh thôi, nó bệnh thôi quý vị, là mình rớt nước mắt, mình suốt một đêm đó mình không ngủ được. Con nó bệnh rồi, cuộc đời của mình á, mình làm mẹ hai lần. Đầu tiên là mình làm mẹ của con mình, sau khi con mình sinh ra con của mình nữa là mình làm mẹ của cháu mình. Tức là cuộc đời của con người mình sinh ra là mẹ hai lần. Cho nên thầy đã đi như vậy thì cái tình thương của cái người mẹ đổ cho thầy rất là nhiều. Đổ vô cái gì? Trời ơi, tự nhiên sao nhà cao cửa rộng vậy? Bởi vì quý vị thấy không, sau khi mà cái Đức Phật ra đời á, tức là khi mà Đức Phật mà được hoàng hậu mà Maya sinh ra đó, Đức Phật á, thì có một cái vị thầy mà cấp bậc là giỏi nhất, là nói sau này thầy là phải về phải đi tu, tất cả các vị thần hoặc các Phật cũng vậy đó. Rồi cái Phật nói á, chào Phương Lan, rồi quý vị thấy không, rồi cái nhà vua đó, tức là mẹ của cha của nhà vua đó, không có chấp nhận là con mình đi con đường tu hành đó, tại vì tu hành là nó khổ lắm. Nó khổ rất là nhiều, chúc chị luôn trẻ nè, cảm ơn Nini. Rồi khổ rất là nhiều, thành thử ra những người á, cảm ơn Vương Lan, những người mà người ta nói con mình có căn duyên tu, trong lòng người mẹ không chấp nhận, muốn sanh đứa con ra lúc nào nó cũng thành tựu thành công ngoài xã hội, nó được làm ăn, nó phải lấy vợ, nó phải sinh con. Nhưng mà khi con của mình là cái định mệnh như vậy rồi, nó có vợ đi chăng nữa, nó cũng quyết tâm nó đi tu thôi quý vị. Thì mình nhìn thấy cái tu là gì? Tại vì mình là người banh gia xẻ thịt cho đứa con của mình, mà mình thấy một cái con muỗi đốt, một cái con gián cắn, hay là một cái con gì nó cắn lên da đứa con của mình từ lúc còn trẻ sơ sinh đó, xót lắm, đau lắm. Mình tìm mọi cách để mình diệt con muỗi đó, để cho không cho con mình nó, muỗi nó cắn con mình, không cho con kiến cắn con mình. Nhưng mà khi ngài đi tu phát hạnh cái hạnh nguyện đó, bắt đầu thầy làm hết tất cả mọi thứ, thầy từ bỏ hết tất cả, thì muỗi cũng đốt nè, rồi con rít nó cũng cắn nè, có thể con kiến nó cũng cắn thầy rất là nhiều. Nhưng cái đó là cái nỗi lòng xé lòng của người cha mẹ, đau lắm, vì thấy đau lắm. Mình biết là cả thế giới nè ai cũng kính ngưỡng thầy, đó là niềm vui. Nhưng trời ơi, nhìn cái dáng gầy rụa của con mình, cái sự đau khổ của con mình, cái sự khổ hạnh của con mình mà điêu luyện trong mấy năm qua, trời ơi, nhìn thấy cái dáng cố chấp của thầy đi, mình còn khóc không chi người cha mẹ, có bị công nhận không? Thấy thầy cái bộ hình thầy ốm yếu gầy rụa mà đôi chân thầy thoang thoát đi như vậy, mà giữa cái nắng 40 mấy độ nóng cỡ đó, rồi cái chân thì không mang dép, cái đầu thì không đợi nổi, quý vị thấy không? Mình thấy mình còn khóc, mình còn cảm xúc, huống chi mà cha mẹ của thầy. Thì quý vị nghĩ đi, mình là cái người không liên quan gì tới thầy hết á, mà mình thấy thầy như vậy đó, mà mình khóc cỡ nào được, cái người cha người mẹ thầy nó đau lắm, nó đau rất trăm vạn lần. Mình là cái người là phàm phu tục tử ở ngoài ngoài thôi, không là người với liên quan tới thầy mà mình còn khóc như vậy đó quý vị. Cho nên ở đây bao nhiêu người họ lại thầy là đúng quý vị, bao nhiêu người họ chạy đến họ cung kính thầy là đúng quý vị, bao nhiêu người ngưỡng mộ thầy là đúng quý vị. Tất cả
thế giới này cho thầy vào những cái trang sử của thế giới là đúng quý vị. Hoàn toàn được đáng nhận những cái điều đó quý vị ạ. Chứ không phải là không đáng nhận đâu. Tôi nói thật á, tôi nhìn thấy cái người mẹ mà xách cái bọc đồ ra mà nhìn thấy mà chờ thầy đấy có thực á, rồi tim tôi nói thật á quý vị á, nó đau, nó quặn thắt từ cái tim của mình. Tại vì mình đã từng là mẹ rồi. Mình thấy những cái hình ảnh đó đau. Đừng nói con của mình đây nè, nó đang đi học đây nè, mà nó về nhà đây nè, mà mình thấy nó cố gắng nó lên học mà nó không ăn, nó ốm yếu, rồi mình còn chịu không nổi luôn chi mà như vậy. Tôi hỏi quý vị, cho rừng sâu núi thẳm, thầy ngồi đó mưa nắng gió bão bùng, thầy lấy một cái thân nhỏ bé của thầy ra, thầy hứng chịu đựng hết. Quý vị đừng có nghĩ, đừng có công kích thầy nữa. Tôi nói thật, tôi nói với tất cả bên đối lập nè, bên tất cả những người họ ganh tị đối kỵ với thầy nè, các ông ơi, các ông không làm được như thầy đâu. Các ông hãy cố gắng, hãy cùng tất cả những người họ cùng nhau để yêu thương thầy mà xua đi những cái phiền não và những cái đối kỵ đó đi. Hãy bỏ qua cái đó đi để cho thầy tình thương được lan tỏa ra, đừng có sự đối lập như vậy. Đúng rồi chị ơi, từ lúc mà biết đến thầy, xem hễ mình không thấy cái hình ảnh của thầy thì thôi. Bởi vì có nhiều người nói cái bà đó bà kỳ cục mà, tự nhiên bà vô duyên, tự nhiên mấy tụi này u mê thử thời thôi. Tại vì từ ma dương quỷ sứ nó không có u mê quý vị, nó không có một cái trái tim để rung động. Còn mình là một cái người là con của nhà Phật, mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó là mình khóc liền. Ai gặp cũng khóc chứ không phải riêng gì ai đâu. Tôi đố quý vị, ai gặp thầy mà khóc, trừ ra bọn ma tăng thôi. Sao bọn nó cứ chửi ma, cứ chửi người ta hoài như vậy đúng không quý vị? Chửi cái nói thật quý vị, người mẹ nghe, người mẹ đau lắm, người mẹ xót lắm. Bởi vì á, tôi cầu xin tất cả những cái bọn mà giáo chủ mà ma dương đó, bây giờ hãy quay đầu về bờ, thiện tâm thiện tính lại, để đừng có bao giờ chửi bới. Thay vì những lời chửi bới đó, dùng những lời tán thán cho thầy, và hãy đến cùng để đảnh lễ với tất cả mọi người. Tại vì người ta là người cùng chung có môn pháp với mình, mà người ta giỏi, người ta nhất lớp, người ta thủ khoa, thì mình là cái người phải tán thán người ta chứ. Tại sao mà ở đây các ông lại tức tối ganh đua một cách mà vô cớ vậy nào, đúng không? Tôi thấy mẹ thầy nấu đứng chờ đau lắm. Trời ơi, tôi nói thật quý vị, đứt từng cái đoạn ruột đó. Quý vị thấy đi, quý vị thấy. Mình nói thật, cái cả một cái thế giới này mà nếu, tại vì thế giới họ không biết hiểu được cái tiếng Việt, chỉ hiểu cái ngôn từ tiếng Việt, thì ai cũng phải khóc. Nhưng mà họ không biết tiếng Việt, không biết nói cái gì, người ta thấy người ta cũng khóc nữa kìa. Rồi còn những cái người tôi biết cái tâm của họ là cái gì, cái tâm họ là tà ma yêu quái gì mà đến ngày nào cũng lên chửi rủa thầy, người nào là lên nói cái thằng miệng thối, cái thằng miệng hôi, dơ giấy tu đi ăn xin ăn. Tôi nói thật quý vị, gia đình người ta đâu có nghèo đâu. Gia đình người ta là cái bộ gia đình cũng có giáo dục mà, đúng không? Gia đình người ta dù gì cũng có cái ăn cái sống mà, thì làm gì mà phải chửi người ta. Đâu có phải mà đi ăn xin ăn mài quý vị đâu. Chừng nào ăn xin ăn mài quý vị không cho cũng được, ăn xin ăn mài với muôn vạn chúng sanh ba tánh, thì quý vị không có quá duyên thì thôi, thì mắc mớ gì chửi người ta. Mà phải chỉ cái người thầy này nè làm phiền các vị á, đi nhồi nhét cái tư tưởng để đi làm ngu quý vị á. Cái này làm cho con người ta bình tâm để chuyển hướng lại, quay đầu về bờ để tìm con đường chánh pháp, để tìm con đường thiện duyên, để căn duyên để tạo cho mình. Ví dụ mình không đi tu được thì mình cũng hòa nhã, mình cũng phải tự hiểu đó là một cái pháp, một cái pháp của thầy ban truyền đã ra cả thế giới. Ai cũng cảm thấy động lòng, trái tim ai cũng cảm thấy quặn thắt và đau nhói hết. Mà chữ cái loại ma dương là nó không biết quặn thắt thôi à, nó biết người ta nói dối à. Chúng nó không lừa được dân, đúng rồi. Tại vì họ không lừa được thầy chùa lửa, chửi ghê gớm, rồi để lên chửi người ta tán thán. Không tán thán cái người tán thán thì chửi. Tôi nói thật với quý bà con, cô bác, anh chị, mình nghe những cái lời chửi của họ, mình nghe mình đau lắm. Đừng nói chi cha mẹ của thầy, nghe cái lời chửi rủa, nguyền rủa thầy đó, mà đâu phải người ta làm gì mình đâu mà mình chửi quý vị. Người ta chỉ tu thôi, người ta chỉ đi xin ăn quý vị không cho thôi. Cái người ăn mày ngoài đường kìa, người ta xin mình không cho thôi, chứ mình không có, mình cũng đừng có chửi người ta, đừng có sỉ nhục người ta. Mà đằng này người ta tìm cái sự khổ hạnh đó, những năm khổ hạnh của họ quý vị không thấy. Họ tu cho họ tôi biết, nhưng mà họ tìm ra con đường chánh pháp để cho con người ta giải thoát. Giải thoát cái đau khổ đó là điều hạnh phúc nhất cuộc đời này. Vậy các ông từ xưa giờ các ông tu, các ông có làm cho chúng sanh được giải thoát cái sự u mê chưa? Càng tu đi đến con đường tu các ông thì càng có sự
để đập phỉ bán thầy, mà họ để đập họ phỉ bán, họ xem thường thầy, họ coi thầy là cái người không ra gì hết. Tôi xin thưa quý vị nè, ví dụ như nè, các ông á tạo ra một cái ông thầy chùa, ai du sinh cái này các ông cũng hứa cho, ai xin cái nọ các ông hứa cho, là cái đó là gì? Các ông tạo cho tất cả muôn vạn chúng sanh một lòng tham. Ví dụ như tôi cần một cái công việc gì đó để tôi xin ông cho, nhưng mà tôi chắc chắn rằng tôi nghĩ rằng các ông không bao giờ cho được chúng sanh cái điều đó. Cái sự cho đó là cái sự ma mị thôi. Tại vì chúng sanh ông cho tôi không nỗ lực, tôi không có năng lực, sao tôi nhận được cái công trình đó, đúng không? Cái công trình đó còn cái ông nó hứa cho là cái sự tham lam của muôn vạn chúng sanh. Chị chào em gái à, em chào anh trai. Đó là cái sự tham lam, ông hứa cho người này, ông hứa cho người kia để lấy tiền, hứa cho bằng cái cách lấy tiền. Cảm ơn em.